to nha. Để được đạt được mít loại 1 thì nó có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là trái nó phải gọi là láng da, rồi phải đều đẹp, nó không bị mốp méo, nói chung nó phải nở đều ha. Và để được nặng ký thì nó phải là nở theo chiều ngang và nở theo chiều dài, chứ nó không được bị cốc. Hello quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hiện tại bây giờ Oanh đang đứng cái một cái cây mít, có một cái trái mít rất là to. Và đây là không phải là một cái cây có trái to duy nhất trong vườn, mà toàn cái vườn này là trái nào cũng to hết. Chút xíu nữa Oanh sẽ đi quay cho quý bà con. Và đây là mít Thái chan gai da xanh ha bà con ha. Và những cái ánh vàng này là do là nắng chiều á, chiều tà đó, tà dương á bà con ha, nó đang chiếu vào trái mít của chúng ta, nó gây lên hiện tượng là nhìn thấy nó vàng vàng. À, một cái câu hỏi mà khi mà Oanh có thời gian Oanh trực tổng đài cùng với các bạn chuyên viên, là câu hỏi bà con hay thắc mắc nhiều nhất, đặc biệt là đối với bà con mà mới bắt đầu lên vườn mà trồng mít Thái đang cho cái lứa trái đầu tiên, đó là bà con hỏi Oanh là làm sao để mà cái vườn của Oanh, cái vườn của cô chú có thể cho được những cái trái mà to, bự, đẹp, xanh, mướt, nói chung quan trọng là bán được loại một á, để cho giá nó cao nhất á. À, giống như những cái vườn mà con đã chăm sóc và vừa con đã thực hiện và con đã quay video, thì ngày hôm nay thì vườn này cũng Oanh nghĩ là mới ban đầu thì chủ vườn cũng bán tính bán nghi với cái phương pháp của bên Oanh, nhưng mà chủ vườn thì cũng máu liều ha, cũng có tiêm vaccine covid gì rồi máu liều cũng nhiều. À, đã mạnh dạn sử dụng một cái sự kết hợp hoàn hảo vừa ở phía dưới gốc và vừa ở trên lá để cung cấp dinh dưỡng một cách toàn diện và đầy đủ cho trái mít của chúng ta. Và con có thể thấy là Oanh có thể để cái tay Oanh vô như vậy để bà con có thể hình dung được trái mít nó rất là to và rất là no nha. Để được đạt được mít loại 1 thì nó có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là trái nó phải gọi là láng da, rồi phải đều đẹp, nó không bị mốp méo, nói chung nó phải nở đều ha. Và để được nặng ký thì nó phải là nở theo chiều ngang và nở theo chiều dài, chứ nó không được bị cốc cốc, nó trái cốc nó nhỏ 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 là chúng ta cũng không đạt được ha bà con ha. Và khu vườn này thì đã kết hợp ở vừa đi trichomonas ở dưới, kết hợp với siêu dưỡng cây. À, phía dưới tưới 7 đến 10 ngày một lần, và ở trên đó thì phun cái siêu lớn trái USA qua cái phần tàn lá. Thì ngày hôm nay sau Tết thì Oanh quay lại, hình như là chú tưới trichomonas và siêu dưỡng cây hai lần và phun siêu lớn trái một lần duy nhất thôi. Và hiện tại bây giờ là những cái trái mít nó đã vượt quá khỏi cái sự mong đợi của gia đình, và chú cùng với anh đang cảm thấy rất là vui. Và việc này thì Oanh cũng được cộng hưởng cái niềm vui đó, nên Oanh cũng cảm thấy rất là vui. Nếu bây giờ mà anh nào gọi điện thoại tới mà tán á, nói là yêu Oanh thì chắc anh Oanh cũng yêu luôn. Rồi anh diễn cho, anh không quay, anh quay mất không à. Ok quý bà con, và một một cái việc nữa, ngoài cái trái mít to ra thì Oanh còn phát hiện thêm một cái việc cũng khá là thú vị, và Oanh nghĩ đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng đã giúp cho cái khu vườn của chúng ta nó đạt được cái anh và anh bao giùm em cái trái mít đó lại nha. À, hồi nãy là lúc mà muốn chiếu video cho bà con xem thì Oanh cũng có lột ha, Oanh cũng có lột ra cái này chưa kịp ấy cái giấy cái giòn trầu nó bị trữ nước nè, để hồi nói anh Hậu. À, bà con ha, bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện của chúng ta, để đạt được cái trái mà lớn như thế này thì ngoài 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 cái trái lớn ra thì Oanh còn phát hiện nữa là cái cây mít của chúng ta hồi lúc trước là chú sử dụng cái thuốc hóa học nên là lá nó bị kim như vậy nè bà con. Hiện tại bây giờ thì những cái bản lá mới là bắt đầu á là nó bớt nhăn đi và bắt đầu nó to hơn, còn hồi xưa lá nó cứ kim kim, nó cứ nhỏ 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 nhỏ, cái bản nó rất là nhỏ, và hiện tại bây giờ lá đã to bóng và dày hơn rất là nhiều. Bà con có thể thấy nè, đang vừa mang trái nhưng mà vừa vừa mang trái mà vừa cho cái đợt lá mới, tức là vừa mang trái cây vừa sung sức, chứ cây nó không có bị xào lá, cây nó không có bị lu su bu hả bà con ha. Mít rất là nhiều nha bà con nha, rất chi là nhiều ha, nó to rất to nè. Quanh ngồi kế bên cho bà con hình dung được trái mít nó to thế nào nè. À, bà con thấy không, đã cắt một lứa rồi nha bà con nha, đã cắt một lứa rồi. Và cái quan trọng mà Oanh thấy thú vị nữa là hồi trước đây là cái vườn bị xì mủ rất là nhiều, mỗi một tuần như vậy trung bình là 3 cây bị xì mủ, mà bây giờ là sau khi sử dụng siêu lớn trái ở trên và phun trichomonas với lại tưới trichomonas với lại siêu dưỡng cây ở dưới có 2 lần thôi, mà bây giờ là tình trạng xì mủ đã đứng lại luôn đó bà con ha. Thì thế là tối nay Oanh có một con gà để Oanh ăn rồi đó. Ok quý bà con chúng ta, và bây giờ thì Oanh nghĩ là trăm hay không bằng mắt thấy, thấy thì thấy thấy rồi. Bây giờ Oanh sẽ bắt đầu tiến hành thực nghiệm với quý bà con chúng ta cùng xem. Để tại vì trong vườn có một vài cái
cây. Đợt lứa sau chưa thu hoạch đó thì Oanh sẽ bắt đầu tiến hành là phun cái siêu lấn tra, ở trên và tưới siêu dưỡng cây ở dưới để giúp quý bà con của chúng ta là biết thực tế là những cái sản phẩm nó như thế nào và phương pháp sử dụng ra sao luôn nha. Đây sản phẩm của anh đang cầm. Ôi trời, không được. À, anh Hảo thích qua giùm em với, đi hồi em lọt luôn ấy. Em thích được một cái này. Gái qua cầu. Rồi giờ sao kiếm cái ấy đâu ta? Nước. Nè, anh múc cho em miếng nước. Cái chai siêu lớn trái đâu hị? Siêu lớn trái trong cái bịch xanh đó anh. Rồi cái sản phẩm lúc nãy mà Quanh chia sẻ với bà con là sản phẩm này. Quanh biết là khi bà con thấy một cái vườn như thế này, bà con sẽ rất là háo hức chờ đợi xem là sản phẩm sử dụng là sản phẩm gì. Đây là hai sản phẩm toàn bộ là hữu cơ. Dạ em cảm ơn. Đây là sản phẩm toàn bộ là hữu cơ hết. Đây là bình siêu dưỡng cây 5 lít được sản xuất bởi công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, còn gọi là cái phân bón khoáng cao cấp hả bà con ha. Chứa rất là nhiều các thành phần như là axit amin, amino acid, acid fulvic, rồi tảo biển và rong biển để làm mát cây, giúp kích thích cái bộ rễ và giúp giải tỏa gọi là giúp cho cái rễ phát triển rất là mạnh. Giờ cạn lời luôn. Rồi giờ nó tới là não nó vặn đói và kêu đây hô ăn gà đi đi. Rồi đây là bịch Trico Humic USA, trong này vừa chứa Humic vừa chứa Trichoderma, ba con Trichoderma đầu dòng và cả thức ăn cho con Trichoderma nữa, để giúp làm sao hồi nãy Quanh có đề cập tới cái việc là cây nó bị xì mũ á, thì đối với cây mít thì khi bà con sử dụng cái con Trichoderma này nó sẽ giúp gọi là đối kháng với lại những cái con nấm khuẩn, mà nấm khuẩn chính là nguyên nhân gây ra cái bệnh nứt thân xì mũ ở cây mít và cây sầu riêng. Thế nên khi sử dụng bộ sản phẩm này mới có 2 lần thì vườn đã ngăn chặn được cái bệnh nứt thân xì mũ và chưa phát hiện cây nào cả. Và bà con cũng biết bệnh nứt thân xì mũ thì khi mà nó bị rồi là coi như là chúng ta là chia tay vĩnh viễn luôn, không còn gặp lại cái cây mít đó nữa, thì chúng ta không còn ăn trái nào nữa, thì khi đó thì nó tổn thất rất là nhiều. Thì bây giờ rất là may mắn là chúng ta đã gọi là ngăn ngừa được ha. Rồi bây giờ Quanh sẽ cái này là Trico Humic USA, cũng được sản xuất bởi công ty nông nghiệp Hoa Kỳ theo cái sự chuyển giao công nghệ của nông nghiệp Hoa Kỳ hết bà con ha. Thì đây là Quanh sẽ trút ra tay cho quý con có thể thấy được cái sản phẩm luôn. Sau đó Quanh sẽ bỏ vô nước ha. Còn cái điều sử dụng thì trên này có, hoặc là khi bà con muốn sử dụng thì có cái hướng dẫn sử dụng hết ha. Cái canh siêu dưỡng cây thì trong này nó phải có rong biển và tảo biển, nên quý bà con chúng ta trước khi sử dụng bà con nhớ lắc đều. Này màu sắc nó rất là tươi ha. Bà con nên để tránh xa tầm tay trẻ em, tại vì đây là hữu cơ và nó không có mùi hóa học, nên trẻ em nhiều khi nó bị nhầm tưởng ha bà con ha. Rồi anh pha tưới vô giùm em ha. Còn đây là cái bình đã được pha cái siêu lớn trái rồi. Đây là sản phẩm siêu lớn trái USA, nó sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ bắt đầu to hơn, giống như cái trái hồi nãy. Nó sẽ giúp cho cái trái của chúng ta to thế này nè bà con. Nè, nó sẽ giúp cho cái trái chúng ta là vừa nở chiều ngang mà vừa phát triển chiều dài. Mít đạt được loại 1 một cách dễ dàng ha bà con ha. Không nói gì thêm, sửa tướng trái bằng cách là phun qua lá, kích thích sự phát triển của tế bào trái. Sự kết hợp bà con muốn cho nó phát triển trái mít mà bự to loại 1 thì bà con phải là kết hợp 2 thứ, là vừa đi Trico Humic với siêu dưỡng cây ở dưới và vừa phun siêu vọt đọt ở phía trên luôn nha. Xin lỗi, siêu lớn trái phía trên luôn nha bà con nha. Ui da. Rồi. Cho em vào gốc. Rồi bây giờ Quanh sẽ bắt đầu tưới xung quanh tán ha bà con ha. Nghe kệ nói vừa vậy. Đã quá hả? Đó bà con thấy ha, rất là dễ thôi. Bây giờ là sau cái đợt trái này là anh Hậu anh sẽ cho tiến hành gọi là lắp cái hệ thống tưới tự động, thì nó sẽ rất là dễ dàng cho việc tưới phân. Giờ em nhờ anh Hùng phun giùm em. Mà con thấy ha, nó rất là dễ, đơn giản là chúng ta không cần phải tháo cái bao trái ra, chúng ta để nguyên vậy đó. Chúng ta sẽ phun qua chủ yếu ở dưới cái tán lá này nha bà con nha.
tính cái chai này á, thì bà con sẽ sử dụng 7 ngày một lần. Cái bộ dinh dưỡng thì bà con cũng đi kèm 7 ngày một lần. Và một cái chai như thế này rất là tiện sử dụng, một chai 500ml là chúng ta sẽ lắc liều trước khi sử dụng và pha được với từ 500 đến 600 lít nước ha bà con ha. Và bà con thấy để ý không, là những cái lá nè nó to ra rất là nhiều nè. Bà con thấy cái lá nè, nó to ra chứ nó không còn lá kim kim như hồi xưa nữa. Bây giờ quý bà con chút xíu nữa, quý bà con quanh sẽ qua một cái vườn thôi, để trên hồn thử thịt hết luôn đi. Rồi đây là cái phương pháp mà quanh đã áp dụng cho khu vườn, rất nhiều khu vườn của nhiều quý bà con và đã nhận được những cái trái ngọn đầu tiên. Và ngày hôm nay thì quanh cô Hoàng đang chờ quanh ở phía bên kia. Cô Hoàng là cháu của chú, mà đã khi thấy vườn chú thay đổi cũng như là thấy bắt đầu là thấy những cái trái ngọt rất là to như thế, thì chú thì cô thì chị đã bắt đầu quan tâm và muốn thay đổi cái phương pháp chăm sóc của khu vườn của mình, để thứ nhất là cứu khu vườn của mình, tại vườn của chị đang xài hóa học và cây cũng đang suy. Và cái thứ hai á, là giúp cho cái vườn của mình đạt được những cái trái to giống như cái vườn của anh Hậu ha. Bây giờ Quang xin phép được kết thúc video này ở đây. Rất là mong là video này sẽ hữu ích đến quý bà con nào đang trồng mít, đang muốn cho những cái trái mít to, mít bự, mít chập bá như vậy ha bà con ha. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình nha bà con nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hạ xuống đi ạ.